Trong chương trình trước, quý vị và các bạn đã được trải nghiệm lễ thu hoạch sắp ong ở xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình. Người dân ở đây dùng sắp ong để in hoa văn trên những chiếc váy của phụ nữ. Chính vì vậy, bao đời nay, bà con luôn trân trọng và bảo vệ đàn ong đá như những gia tài quý giá nhất. Sắp ong sau khi thu về được bà con chọn lựa rồi đem nấu. Khi đã thành sản phẩm, cả làng chia đều cho các hộ gia đình. Đây là nét văn hóa của dân tộc Dao Tiền ở Hoài Khao. Và hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về nét đẹp nghệ thuật in hoa văn bằng sáp ong. Ngày thu hoạch sắp ong ở Hoài Khao nhộn nhịp như ngày hội. Bởi ngày này, cả xóm, đàn ông và phụ nữ, tất cả đều tham gia. Từ việc vào hang thu sắp ong đến phân loại và nấu, được trưởng xóm phân công mỗi người một việc. Hôm nay, bà Lý Thị Liều và bà Triệu Thị Bời cũng như nhiều phụ nữ trong xóm cùng tập trung tại nhà văn hóa xóm để nấu sắp ong và để được nhận những phần sáp ong của gia đình. Trang phục của hai bà, những hoa văn trên đó do chính các bà tự làm ra và được in bằng sáp ong. Đây là bộ trang phục truyền thống của dân tộc Dao Tiền. Ở dân tộc thì đời đời cũng mặc, không bao giờ bỏ. Nhưng mà nếu mà không biết làm thì cũng phải học, phải học khi nào biết làm mới được, không bao giờ là bỏ được dân tộc bản xứ của mình. Đã là bản sắc, là văn hóa sẽ luôn được người dân bảo tồn và phát huy giá trị. Sắp ong đem đun cho tan chảy, sau đó lọc bỏ tạp chất. Sáp đun phải có độ loãng cần thiết mới in được, nếu loãng quá khi in hoa văn sẽ bị nhòe. Nếu đặc quá thì sáp ong không ăn vào vải. Tùy theo mẫu hoa văn đã định sẵn, người phụ nữ Dao Tiền sẽ dùng các dụng cụ chấm vào sáp ong rồi in hoa văn lên mặt vải. Khi sáp ong khô đem nhuộm màu tràm nhiều lần, khoảng từ 15 đến 20 lần, và ngày đem phơi nắng, còn đêm ngâm vào nước tràm. Sau khi nhuộm được nước tràm như ý, tấm vải sẽ được nhúng vào nước sôi. Lúc này sáp ong bị nóng sẽ tan ra và hiện lên các hoa văn trên nền tràm. Những tấm vải in hoa văn bằng sáp ong được phụ nữ Dao Tiền sử dụng để khâu váy. Chiếc váy màu tràm với các họa tiết hoa văn tinh xảo đã tôn lên vẻ đẹp duyên dáng, giản dị của người phụ nữ Dao Tiền. Ngoài kỹ thuật in hoa văn bằng sáp ong thì kỹ thuật thêu thổ cẩm ở đây cũng rất nổi tiếng. Nguyên liệu chính để làm ra sản phẩm thêu thổ cẩm là sợi cây đay lanh có sẵn tại địa phương. Sản phẩm thêu thổ cẩm và in hoa văn bằng sáp ong ngoài dùng chủ yếu để may quần áo, khăn, còn để may các vật dụng trong gia đình như chăn, điệu, tấm trải gối, trải giường. Những hoa văn in và thêu thổ cẩm trên trang phục chính là cách thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ, cẩn trọng của mỗi người phụ nữ. Vì thế, khi người con gái Dao Tiền về nhà chồng, gia đình chồng và họ hàng chỉ cần nhìn vào trang phục là biết cô dâu khéo tay, cần cù, chu đáo, thu vén gia đình hay không. Ngay từ nhỏ, các bà, các mẹ đã truyền dạy cho con cháu của mình cách dệt vải, in hoa văn trên trang phục truyền thống rất tỉ mỉ. Cứ như vậy, các sản phẩm in hoa văn trên vải bằng sáp ong
hay hoa văn thổ cẩm thêu thủ công mang đậm nét đặc trưng của người Dao Tiền được lưu truyền cho các thế hệ kế tiếp. 7-8 tuổi thì mẹ bảo là tập làm đi, tập thêu đi. Không thêu thì sau này lớn lên không có mặc như người ta. Đi ra đường thì người ta cười như thế. Bằng sự khéo léo từ đôi bàn tay của người phụ nữ Dao Tiền, họ đã làm ra những bộ trang phục truyền thống vừa đẹp mà nó còn rất nhân văn, bởi tất cả nguyên liệu làm ra đều được lấy từ thiên nhiên. Có lẽ chính vì vậy, không chỉ người phụ nữ Dao Tiền tự hào về trang phục truyền thống của mình, mà cả những người đàn ông sinh ra và lớn lên trên quê hương Hoài Khao, họ đều nắm được các bước làm, cũng như rất tự hào về phụ nữ dân tộc của mình. Người Dao Tiền thì có cái nét truyền thống in váy bằng sáp ong, tức là người ta cái vải trắng kia người ta chấm đem sáp ong vẽ một cái hoa văn theo ý đồ của mình, sau đó đem đi nhuộm chàm, thì cái phần mà phần dính sáp ong thì chàm nó không nhuộm vào, thế xong rồi thì người ta đi đưa vào nước sôi để luộc, nước nóng để luộc thì sáp ong chảy đi, thì những cái nét hoa văn của sáp ong trên đó thì nó giữ lại là cái nền nguyên si cái vải ban đầu màu trắng. Đấy là cái này là thế giới nó gọi nền văn hóa gọi là văn hóa batik. Có lẽ đây là một cái phương pháp in cổ điển nhất của loài người. Về trước khi có nhà in, trước khi có in công nghiệp thì tôi nghĩ thế, không biết có đúng không, nhưng mà thế là nó xuất hiện từ rất lâu. Xóm Hoài Khao nằm trên độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, lọt trong một thung lũng được bao quanh bởi ngút ngàn cây rừng của vườn quốc gia Phi Hoắc Phi Đén. Nằm ở vùng đệm của vườn quốc gia, nên xóm nhỏ này sở hữu được vẻ đẹp nguyên sơ hiếm có. Đặc biệt, bà con nơi đây giữ gìn và bảo tồn được gần như nguyên vẹn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc. Với những giá trị về văn hóa và cảnh quan, năm 2018, huyện Nguyên Bình đã triển khai thực hiện chương trình đột phá xây dựng Hoài Khao thành điểm du lịch cộng đồng. Huyện bắt đầu triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng cho người dân kiến thức cơ bản về du lịch cộng đồng. Tương lai của Hoài Khao như vậy đã phát triển cộng đồng, đấy là một cái hướng đi rất tốt của chính quyền địa phương, không chỉ xã, huyện mà cả tỉnh nữa đã đồng lòng và giúp cho Hoài Khao phát triển thông qua cái việc bảo tồn này. Cái nét văn hóa của bà con được tôn vinh hơn và cái giá trị du lịch nó cũng sẽ được nhân lên hơn. Đấy thì như vậy thì cái công tác mà như chị nói là để mà giữ được cái bảo tồn, thì cái này không phải giữ được bảo tồn mà phát huy được nó bằng cách là vẫn duy trì được cái văn hóa này, tức là văn hóa bảo tồn. Đấy, thì văn hóa bảo tồn này vừa là bảo tồn thiên nhiên mà vừa bảo tồn văn hóa, nó cô đọng được cả hai cái như vậy thì rất là tốt. Như vậy thì trang phục của dân tộc thiểu số là di sản văn hóa lưu giữ giá trị tinh thần quý báu, bản sắc riêng của các dân tộc. Việc giữ gìn và bảo tồn trang phục truyền thống của các dân tộc là vô cùng cần thiết, bởi đây chính là bản sắc dân tộc, là linh hồn, cốt cách của các dân tộc thể hiện qua bộ trang phục truyền thống. Trang phục truyền thống cũng thể hiện trình độ canh tác sản xuất của nền nông nghiệp, thể hiện sự hòa hợp của con người với môi trường cảnh quan, với thiên nhiên và xã hội của mỗi dân tộc.
trang phục dân tộc sẽ còn đồng hành với con người lâu dài và trở thành một tổng thể không thể tách rời trong đời sống xã hội. Nếu trang phục truyền thống không còn tồn tại, bị mai một, sẽ mất đi một giá trị văn hóa, tín ngưỡng, giá trị tâm linh và bản sắc của các dân tộc. Để phát triển du lịch cộng đồng như Hoài Khao đang thực hiện, chắc chắn văn hóa, trang phục dân tộc của người Dao Tiền nơi đây là điểm nhấn để mỗi du khách đến đây, họ có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên, đắm chìm trong văn hóa đã tồn tại qua nhiều thế hệ.